Xin chào mọi người, khuya hôm nay tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu Lenovo ThinkPad L15 nha mọi người. L15 này là màn hình 15.6 inch, màn hình Full HD, màn đẹp, không có lỗi làm gì hết ha mọi người. Mã B570, phím thì có bóng nhưng mà không có bị mòn. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào là gõ chữ quốc tế ok ha. Mấy cái dòng này thì kéo rất là đã mọi người, bây giờ mà lật hết trơn bấm rất là sướng luôn. Có phím số rồi bên hông để mình nhập dữ liệu rồi cho nhanh nè. Cái dòng này là dòng Gen 10. Bên này thì tương đối sạch sẽ nè, đẹp. Cũng tương đối, chỗ này có bị mờn bóng, người ta gác tay rồi mọi người không. Ở đây là i5 Gen 10 nha. Mình sẽ giới thiệu đến cái cấu hình, sau đó quay cái ngoại hình bên ngoài và mình báo giá. i5 Gen 10, RAM 16GB. Cấu hình là cực kỳ mê dành cho dân văn phòng nha mọi người, ngay cả học sinh sinh viên đều được hết trơn á, nếu mình không có làm liên quan tới đồ họa nè, không có làm những cái mà thiết kế cần phải có máy chạm, cần phải có máy đồ họa đồ đó, thì cái này là văn phòng là thoải mái rồi. Màn đẹp nha, dành cho ai thích màn đẹp nhưng mà vỏ thì nó lại xấu đó, mình nói trước luôn. 256 mọi người có thể lên nâng cấp lên 512 1T gì đều được nè, màn đẹp nha. Rồi có check cái series luôn á, máy sản xuất 2021 series đây. Chạy thì cực kỳ mượt mà, cần cái để làm văn phòng, con cái học hành, giáo viên rồi đó, mình làm cái gì mà cần màn to rồi, con này là sự lựa chọn ok. Phím có bóng. Bây giờ ở bên ngoài nha, ở bên ngoài như thế này mọi người ơi, 570 à, cái vỏ nó thiệt sự là nó rất là bóng luôn á, mà nó không có bị trầy xước. Bây giờ mình quay cho mọi người xem các góc cạnh Lenovo nè, Gen 10 mẫu 2021 mà sao không biết người ta làm cái gì mà nó bóng ở bên ngoài dữ vậy, mình cũng không biết nữa. Góc cạnh ha, đây cái chỗ này không hiểu sao mà nó bóng quá, không có phải là bị trầy xước hay gì luôn, chỉ là bị bóng thôi. Bị bóng thì xấu ha, mình sẽ báo cái giá xấu đi mọi người. Mình nghĩ là cái này nên dán, gọi là dán che mọi người, còn không thì thôi không quan tâm ngoại hình lắm thì để nó bóng loáng vậy luôn cũng được. Ngõ sạc Type C, kết nối Type C, USB HDMI, mạng LAN rồi thẻ nhớ, một đống các ngõ kết nối nằm một chỗ luôn. Bên này thì có tai nghe USB ha. Rồi cái máy nó bị bóng như thế này thôi chứ còn ở bên trong thì ok mọi người. Giá 5 triệu 9, ai chốt có thì inbox mình, mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code nha. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy thì luôn bao zin, mọi người yên tâm về chất lượng. Nếu là mọi người thấy là bóng thì mình để bóng, mình bán nó đẹp thì giá nó đắt hơn, nó xấu thì giá nó khác. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha. Pin trên 3 giờ ha.